lên phòng riêng nối mi cho quý bà gã trai gây án lạnh lùng ôm đống tiền bỏ chạy. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sư tử tù giang hồ người nổi tiếng. Được yêu ái mời lên phòng riêng của quý bà, gã trai không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn nổi lòng tham. Cuối cùng hắn đã đoạt mạng người đàn bà xinh đẹp, nhiều tiền, đang trong tuổi hồi xuân. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc vụ án gần gũi với chúng ta và có tính tản nhẫn rất cao. Vì vậy mọi người hãy cân nhắc trước khi xem. Tiếng hét trong căn nhà tiền tỷ. Tối 22 tháng 12 năm 2014, tiếng hét thất thanh của người con vang lên trong ngôi nhà tiền tỷ. Cậu con trai duy nhất vừa đi học về thì phát hiện mẹ mình đã tử vong trên chiếc nệm trong phòng ngủ nên đã run dẩy đến trình báo công an. Khu phố này vốn bình yên, ai cũng gác hết mọi công việc gia đình để đến chia nỗi buồn với gia đình chị Ngọc, nạn nhân vụ án. Đám tang đầy nước mắt khi nhiều người đầu bạc đến đưa tiễn người đầu xanh sang bên kia thế giới. Ngay sau đó, vụ qua khám nghiệm hiện trường, công an đã truy bắt được hung thủ có lý lịch như sau: tên thật Lê Văn Huy, sinh năm 1986, quê quán huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thường trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tiền án tiền sự không, nghề nghiệp thợ nối mì. Lê Văn Huy là anh cả trong gia đình nghèo có bốn anh chị em. Tốt nghiệp phổ thông, Huy lên Sài Gòn học nghề nối mi mắt và thẩm mỹ. Sau nhiều lần kháng cáo, Huy được người dân thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Đặc biệt đối với khách hàng làm thẩm mỹ đều buồn rộn vì từng mời kẻ này vào nhà riêng nối mi. Dù không được học đại học nhưng chí ít, Huy có cách nghề rất lưng là làm móng. Với ngoại hình vạm vỡ đẹp trai lại có tài ăn nói nên Huy rất được lòng khách nữ. Nhất là đối với mấy chị già đang ở tuổi sồn sồn hồi xuân. Mỗi lần gặp Huy họ đều tỏ ra rất quý gã. Khi tay nghề được nâng cao, Huy tự mở tiệm làm riêng. Năm 2013, Huy cưới vợ. Đầu tháng 12 năm 2014, vợ Huy về quê ngoại ở Lâm Đồng để sinh con. Còn Huy ở lại thành phố Hồ Chí Minh làm ăn. Dự tính ngày 25 tháng 12, Huy sẽ về Lâm Đồng đưa vợ đi đẻ mộ. Trong những ngày xa vợ, Huy bị bạn bè rủ dê nên tập và làm quen với hàng trắng. Sáng 24 tháng 12 năm 2014, sau khi ngủ dậy, Huy tiếp tục xài hàng rồi chạy xe máy từ nhà trọ ở quận Tân Phú lên quận Phú Nhuận để nối đi cho một khách quen, nước tiếng giàu có, tiền tiêu mấy đời không hết. Trước cùng ngày, Huy điện thoại cho chị Đào Thị Thúy Ngọc, 50 tuổi, đã ly hôn, ngụ đường Sông Thao, quận Tân Bình, để làm lại lông mi cho chị. Theo hẹn, 15 giờ cùng ngày, Huy chạy xe đến nhà, chị Ngọc xuống mở cửa và dẫn Huy vào phòng ngủ của chị ở lầu 1, rồi nằm xuống nệm để Huy làm lại lông mì. Tại đây thấy chị độc thân lại có nhiều tài sản nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện chót lọt hành vi, Huy kêu chị ngồi dậy, quay lưng về phía Huy để Huy rán mì. Tuy nhiên khi chị Ngọc vừa quay lưng lại, thì Huy rút ngay sợi dây dụng cụ mà mỗi khi đi làm Huy đều mang theo, quàng qua và khiến chị Ngọc ngạt thở. Xong việc, Huy lại ôm một loạt tài sản như điện thoại, máy tính bảng, lột vòng vàng, nhẫn vàng và lục ví lấy 12 triệu đồng rồi tẩu thoát. Huy mang chiến lợi phẩm vừa cướp được về phòng trọ cất giấu rồi tắm rửa, bắt xe về Lâm Đồng để ngày hôm sau đưa vợ đi sinh mổ. Nhưng chưa về tới nhà thì người vợ đã sinh thường. Trong suốt 3 ngày trời bên vợ con, Huy không có biểu hiện gì bất thường. Cho tới lúc công an báo với gia đình mời Huy ra làm việc thì mọi người mới bàng hoàng. Còn đối với gia đình nạn nhân, từng ngày trôi qua và cả đến giờ họ vẫn chưa thể ngôi ngoai nỗi đau mất đi người thân. Hàng ngày người con trai duy nhất vẫn lặng lẽ thắp lên bàn thờ nén hương như phần nào vơi bớt nỗi nhớ mong người mẹ mà anh thương yêu hết mực. Xa xa quý bà cả tin. Ngày 16 tháng 9 năm 2015, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Huy. Trong khi hung thủ đứng trước tòa trả giá cho tội ác lấy mạng thì những người thân các nạn nhân lại một lần nữa quặn lòng khi nghe bị cáo thuật lại tội ác với người thân của họ. Cố rằng nỗi đau vì mất người thân nhưng bị bản cáo trạng vụ án được công bố, tái hiện toàn bộ quãng thời gian trong ngày định mệnh khiến chị ngọc tử vong sự đau đớn của những người thân các nạn nhân lại bùng lên lúc kiềm chế sụt sùi nhưng có lúc sự đau đớn của họ đã biến thành những cơn giận dữ những tiếng nấc nghẹn dưới khán đài phiên xử bố nạn nhân lặng lẽ ngồi tại hàng ghế đại diện cho các bị hại cùng với các con trai của mình tuy ngồi lặng lẽ nhưng khuôn mặt với mái đầu đã bạc trắng của ông lộ vẻ đau đớn khó tả những người dự khán không khỏi đau lòng khi thấy di ảnh của người phụ nữ đang ở tờ tuổi thành công nhất bị sát hại dã man bởi gã nối mì. Nhiều người nghe rõ những tiếng khóc sụt sùi tại dãy ghế dành cho gia đình nạn nhân trước giờ xét xử. Một người thân trong gia đình nạn nhân cũng bức xúc chia sẻ. Điều đáng buồn là từ khi xác định Huy là đối tượng gây án, phía bên kia họ không có lời thăm hỏi. Nhưng ra chợ thì toàn thấy những lời bàn tán ác ý dành cho nạn nhân. Chúng tôi rất bức xúc. Theo cáo trạng Huy là thợ nối lông mi mắt, hành nghề dạo. Được biết Huy và chị Ngọc quen nhau hơn một năm rồi. Trước tòa Huy vừa khóc vừa khai rằng chị Ngọc là khách quen nên thường xuyên gọi bị cáo tới tận nhà để làm mi mắt. Giữa bị cáo và chị Ngọc không hề quan hệ trên mức tình cảm. Hay ân ái vụng trộm với nhau mà xưa nay bị cáo chỉ xem chị Ngọc như một khách hàng. Là một người cô, người chị. Do bị cáo có sử dụng hàng đá nên bị cáo không làm chủ được bản thân mới gây nên tội lớn như vậy. Người nhân bị cáo cho biết Huy rất hiền và trí thú làm ăn nên được nhiều người yêu mến. Gia đình Huy không túng thiếu đến mức Huy phải đi đoạt mạng người cướp của mang về đưa vợ đi sinh như một số người suy nghĩ. Bởi vợ Huy làm kế toán nên thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng cũng tương đối khá. 15 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2014, Huy đến nhà nối lông mi cho chị Đào Thị Thúy Ngọc, đến nơi anh ta được chị Ngọc đưa lên phòng ngủ tại lầu 1 để nối mi. Để ý thấy trong phòng có một điện thoại di động và iPad, Huy nảy sinh ý định sát hại chị Ngọc cướp tài sản lợi dụng lúc Trịnh Ngọc không đề phòng, Huy lấy dây mang theo gây án. Nghĩ là làm hắn đã hành động cho đến khi chị tắt thở. Điện thoại và iPad, Huy còn cướp nữ trang tiền mặt với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 33 triệu đồng. Sau đó Huy đem số tài sản cướp được giấu kỹ trên trần phòng trọ rồi đón xe về quê vợ ở tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 27 tháng 12 năm 2014 thì bị bắt. Trong thời gian dự tòa, có lúc quá mệt mỏi những người thân gia đình của nạn nhân ngồi gục đầu trên bàn. Thế nhưng khi nghe đọc lại cáo trạng mô tả những hành động man dợ của Huy với người thân của họ, họ lại vùng dậy. Tại phiên xét xử, do Huy và người nhà không thuê luật sư, nên tòa án nhân dân cấp cao đã chỉ định luật sư bảo chữa cho Huy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29 tháng 12, Huy và gia đình ùa lên phản đối quyết liệt. Huy và gia đình xin được tự yêu cầu luật sư sẽ thấy đó là yêu cầu chính đáng nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để Huy và gia đình mời luật sư theo nguyện vọng. Tuy nhiên dù luật sư có bào chữa bằng trời, cuối cùng tòa tuyên án tử hình đối với Lê Văn Huy. Nhận thấy bản án quá nặng, sau án tử ở phiên sơ thẩm, Huy làm đơn kháng cáo. Ngày 15 tháng 4 năm 2016, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và phúc thẩm tuyên phạt y án tử hình. Kết thúc phiên tòa, Huy được cán bộ công an dẫn giải về trại giam. Người mẹ của Huy, hai hàng nước mắt lăn dài có nhìn theo con, hy vọng những ngày cuối cùng sống trong biệt giam, Huy sẽ biết ăn năn hối hận, rồi thanh thản ra đi để đền tội cho người quá cố. Dù phiên tòa phúc thẩm có tuyên mức án trừng phạt các bị cáo tới mức nào thì những nỗi đau của gia đình nạn nhân cũng như nỗi ám ảnh về cái sự ra đi thảm thương của quý bà xinh đẹp trong tâm trí của những nhân chứng khi phát hiện vụ án mạng thương tâm này cũng khó ngồi ngoài. Có thể thấy thủ đoạn vào nhà thừa cơ hội lấy đồ của người dân thì không mới nhưng đang có phần rộ lên do đối tượng nghiện ma túy gia tăng. Để thực hiện ý đồ chúng có thể lấy trộm bất cứ thứ gì miễn sao bán có tiền. Bài học cảnh giác chỉ được áp dụng với người lạ chứ ít ai lại cảnh giác với người quen. Nhưng thực tế cho thấy những vụ trọng án mà thủ phạm là người quen, thậm chí từng thân thiết với người bị hại hoặc gia đình người bị hại ngày càng nhiều. Đây là bài học cho các gia đình giàu có, phải luôn cảnh giác trong các mối quan hệ phức tạp. Đừng để đến khi mất bỏ mới lo làm chuồng. Bạn muốn về cái đây làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.